tìm được châu Phi và chức vô địch cho Hàn Quốc là Esports. Được chọn bởi sự tự tin của Nai ra thì có lẽ là nguyên cái phong đội hình này chúng ta có thể mừng tượng được từ đầu tới cả hai đội tuyển này rồi. Đúng vậy, một đội hình đến Jeju Sport sẽ là một đội hình bắt lẻ đối phương với con bài Nocturne kia kết hợp với cả con Orianna, đặc biệt là có thể tạo ra những tình huống sử dụng cái combo này. Ngoài ra combo combo của họ rất là khỏe, trong đó thì BLG sẽ là một đội hình có thể đánh 4-1 tốt và cái khả năng gọi là chơi một cách phóng khoáng đến từ một con bài lập lang bên phía bên kia. Alista sẽ phá phách combat để tránh đối phương lao vào, trong đó thì Kai'Sa sẽ cố gắng xoay sở với chiêu cũ của mình. Nhưng với đội hình đến từ trước BLG, thực ra nguồn sức thương của họ đến từ hai vị tướng chính, đó chính là Lập Lăng và Kai'Sa. Nó cần thời gian sau đến con Zac, tại vì con Zac giai đoạn đầu cũng không phải là quá nhiều sát thương, đa phần là chống chịu theo cái hiệu khống chế mà thôi. Trong khi đó đội hình đến từ phía G2 họ chia ra rất nhiều nguồn sát thương nha. Nocturne có, Na có, Orianna thêm cả Midfortune nữa. Như vậy là phải chờ xem là bên phía BLG họ chống những cái nhịp la vào đến từ đối phương là như thế nào. Chống được thì họ sẽ có lợi thế về cái nhịp sau của combat, còn nếu như nhịp một của đối phương quá đẹp thì BLG sẽ nằm. Và bây giờ chuẩn bị bắt đầu tiên của đầu giữa G2 và BLG. Và xin mời hai bình luận viên chúng ta, xin mời anh Hải Dư, anh Khải Nguyễn. Số phận đã có rồi thì chắc chắn cả G2 và BLG đều không muốn mình là người phải dừng chân sớm trong ngày hôm nay. Những lá thăm nghiệt ngã đã đem G2 và BLG cùng là nạn nhân của T1. Và cả hai đều bị gõ đến cái nhánh này. BLG thì vừa có được một chiến thắng khá là quan trọng để đến với nhánh 2-2. Trong khi đó thì G2 thì lại là khởi đầu với một cặp thua khi mà đụng độ với T1. Và bây giờ G2 đang ở vào thế rất khó để có thể đi tiếp. Xong rồi nhìn sang bên phía bên kia, ui, FlyQuest với cả Team Liquid, ui. Nếu như Nai, chính xác là Nai đứng gần hơn cái bờ tường, rất có thể là anh ta đã phải nằm xuống với lượng sát thương đến từ Bin. Khi Bin không đủ tầm, anh ta bắt buộc phải nhảy vào vị trí của On. Còn bây giờ, Xuyên đang lái xe với chiếc cáp lái thành công, hất tung, chính xác làm choáng vào tường. Trăng dày thì không thể nào né được và chiến công đầu dành cho người đi chứng. Người chơi đi dùng của BLG. Combat liên tục khi mà ở đường dưới này cũng có một tình huống mà Bin nhảy lên tấn công. Bin đã cấp độ 3 rồi và một tình huống mà Mikis cũng bị hất lên bởi On. Có con Alista ở đây thì bộ đôi cánh dưới của BLG ở thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể yên tâm. Trong khi đó Kai'Sa đi với Na thì quá đơn giản. Và đó vẫn những tình huống bởi BLG đang có lợi thế ở khu vực cánh trên này. Elk được farm free ở phía cánh trên. Anh ta có được một chỉ số lính ổn so với con Na trong tay của Broken Blade. Và bây giờ thì đảo lại khu vực đường dưới, dịch chuyển ra đường giữa đến từ LeBlanc. Xuyên đang xuống đường dưới này, đang lái xe, bây giờ làm choáng đến từ Mikix. Họ vẫn biết rằng On đang có mặt ở đây. Và G2 Esports đang phải chịu một áp lực cực lớn ở cánh dưới. Nhưng Mikix đi vào bụi, combo trúng và Asama hất tung được hai người đến từ On. Bây giờ combo dồn vào Mikix đã làm choáng hai người. Đi những tốc biến theo, rất điểm. Và đó là điểm hạ gục thứ hai dành cho bên phía của BLG. Đó là một pha rình rập rất trì đến với vị trí của On. Và anh ta đã có được thành công với một tình huống với sự kiên nhẫn của mình. Họ đang có những vướng mắc về mặt giao tiếp thì phải, tôi có thể cảm giác là như vậy, với những tình huống di chuyển nó bị chật khớp đến từ các thành viên của G2. Khi về nhìn về lượng kinh nghiệm tổng trên toàn bản đồ thì chỉ có một mình Broken Blade là có được sự chênh lệch rõ rệt hơn so với Bin mà thôi, khi Bin là người phải đứng ở khu vực đường dưới và chịu một vài những cái sự thua thiệt trong quãng thời gian đầu tiên, khi anh ta là phải đảo đường do những cái lợi thế ở cánh dưới được dồn cho Elk cũng như là đường giữa dành cho vị trí của Knight nữa. Và đường giữa này thì Nai vẫn đang tận dụng rất tốt chất tướng LeBlanc của mình để có thể áp lực vào con bài Orianna trong tay của Caps. Và với việc Jack và Caps chưa tận dụng được cái khả năng kết hợp đến từ bộ đôi này thì BLG vẫn đang tương đối thành công. Với những bạn hâm mộ G2 Esports, tôi rất hiểu các bạn. Khi mà Caps đã thể hiện một bộ mặt như thế này thì cái tia hy vọng dành cho G2 Esports ở trong game đấu này là cực kỳ nhỏ. Chắc chắn là như vậy. Và để xem bên phía của G2 sẽ xử lý như nào ở lượt sâu thứ hai này, khi mà bên phía của BLG đang hoàn toàn lấn lướt ở khu vực cánh trên. Họ kiểm soát được đơn lính đường trên tốt, họ kiểm soát được đơn lính đường giữa tốt. Và bây giờ thì Xuyên và On đang ăn cho mình những con sâu không này. Vẫn còn trừng phạt và sẽ có là cân bằng hai sâu. Hai con sâu cuối cùng sẽ là như nào đây? Hai con sâu cuối cùng thì bên phía BLG đang là đội lao vào combo trước đến từ On. Mikix combo hụt rồi, đó là tình huống bay vào của El. Mikix sẽ nằm xuống dưới sức sát thương của Na, nhưng Nocturne đang lao vào con LeBlanc. LeBlanc tốc biến đi, bão đạn không thực sự chuẩn xác đến từ Hasama. Tiếp tục là con sâu thứ ba sang bên phía của BLG và BLG muốn rút lui về. El anh ta chưa hồi lại tốc biến và El sẽ phải là người bỏ lại. Sâu thì 3-3, nhưng Mikix hơn On 50 đồng thì nó không đáng là cái gì cả, nó chỉ là một con mắt mà thôi. Và bây giờ sẽ hình thành một cái cánh đẩy lẻ mạnh hơn dành cho bên phía của BLG, khi mà con LeBlanc đã có được nhiều đồ hơn rồi, đã có được đồ 1, đã có được súng lục Luden rồi, tốc độ đẩy sẽ là nhanh hơn, lượng sát thương tạo ra đột biến cũng là nhiều hơn. Rồi combo vào đến từ On, Mikix đang muốn đuổi và Hasama có thể làm chậm với mưa đạn, nhưng đây là một tình huống lái xe cực kỳ tốt của Sun, giam cầm được vào Hasama rồi. Xạ thủ của G2 Esports sẽ nằm xuống, tiền được dồn dành cho El. Dồn rất đúng mục tiêu luôn.
Một tình huống tấn công rất đơn giản đến từ Swin mà thôi, và Ansama không kịp để anh ta có thể sử dụng bất cứ một nỗ lực nào với những cái phép bổ trợ đang còn trên người của anh ta để có thể rút lui. Một tình huống đọc tình huống biến ảnh rất tốt đến từ Mikix để có thể giữ chân được Nai trong nhịp vừa rồi. Một pha xuyên tâm kích, một pha hắc kim thuật và chiêu cuối được dồn vào đến từ Mikix để có thể đảm bảo rằng Nai chắc chắn nằm xuống trong nhịp đó. Swin tấn công vô cùng blade nhưng đang là một con Na khủng lồ, anh ta đơn giản là nhảy về mà thôi. Một tình huống mà chúng ta cứ tưởng rằng là bên phía BLG sẽ có lợi thế ở con rồng vừa rồi khi họ đầu tư một vài chiêu cuối để có thể lấy đi được chiêu cuối một lượng lớn máu và túc biến đến từ Caps. Nhưng đó là pha xử lý tốt hơn đến từ bên phía G2 khi họ kéo người xuống. Nỗ lực và xử lý kỹ năng tốt đến từ người hỗ trợ của G2 giúp cho bên phía G2 cân bằng được tỷ số là một đều về rồng. Còn bên phía BLG họ cũng sẽ hài lòng việc là kéo người lên cánh trên có cho mình con sẻ khiến đất. Những tình huống gỡ lại vừa rồi là tương đối tốt đến bên phía của G2 Esports để trận đấu này chậm lại một chút. Hai bên đã bắt đầu có những tiếng di chuyển khi mà xạ thủ Hansama và Elk đang là người cử ra để phòng đứng giữa. Đường dưới muốn tấn công vào vị trí của Broken Blade, anh ta còn tốc biến. Bây giờ combo vào rồi, bị hất lên và Nai dồn sát thương vào, bị dính xích rồi. Và đó là điểm hạ gục dành cho Nai. Tôi đang định nói là con Na sẽ là một chất tướng bạn không lên kháng phép được. Bạn phải có đồ 3 thì bạn mới lên được kháng phép. Nhưng mà lúc này thì Nai đã quá mạnh so với khả năng chống chịu của Broken Blade và mất tốc biến, mất người chơi đường giữa, đường trên và mất luôn cái trụ ở khu vực đường dưới nữa. Cap không đổi lại được một cái gì cả. Một cái ván thi đấu mà chúng ta chưa nhìn thấy một cái sắc xanh nào ở cái chênh lệch về tiền cả. Và giờ thì G2 Esports tiếp tục bị đối phương kiểm soát ở trong khu vực rừng. Tốc biến mã thuật của On, On đã bị giữ chân lại, bị hoảng sợ. Bật chiêu cuối của Yai chưa biết lao vào ai cả. Họ đang muốn đón người dịch chuyển. Đó là LeBlanc của Nai, nhưng Nai vẫn còn mô phỏng biến ảnh và đi về rất đơn giản. On bật bất khuất ở đây. Bin bắt đầu xuất hiện, có một tình huống phản công. Anh ta chưa giữ được ai cả, giữ được Mikix. Bão đạn tung ra đã là quá trễ rồi. Bên này Nai quay ngược trở lại, rất gấu. Và lúc này thì Shun có vẻ Bin đang cố gắng chạy. Broken Blade chỉ là một con Na tí nị mà thôi, sát thương là nhiều nhưng không có CC để giữ chân các thành viên bên phía BLG lại. Một pha giao tranh mà người nằm xuống duy nhất trong tình huống mà tất cả đều bung chiêu cuối đó là Mikix. Trong một tình huống mà anh ta nhận quá nhiều sát thương đến từ các thành viên của BLG, Nai dịch chuyển xuống một góc tương đối xấu nhưng anh ta vẫn còn tốc độ di chuyển được cộng thêm đến từ cái dịch chuyển của mình và những lần mô phỏng biến ảnh của anh ta nữa để có thể rút lui về. Một tình huống xoáy sau đó chúng ba thành viên của Caps nhưng không ai có thể theo được anh ta. Góc báo đạn từ Hansama cũng là bắn vào hư vô. Do đó thì không ai bên phía BLG bị nằm xuống cả. Và chúng ta cùng xem lại tình huống bắt bài khá tốt đến từ bên phía của G2 để tìm kiếm vào vị trí của On khi mà anh ta đang muốn thử một tiếng bọc đầu. Và sau đó là chiêu cuối đến từ Mikix cố gắng là giữ chân lại Nai. Sau đó thì không thành công, một con bò có bất khuất là quá trâu. Bên phía bên này thì Bin nhảy vào với chiêu cuối và phản công. Báo đạn bắn đúng vào hư vô luôn, không có một mục đích nào đến Nansama cả. Trong khi đó G2 Esports còn không tìm được mục tiêu nào. Ví dụ pha thi đấu này liệu họ có kết hợp được không? Mikix lao vào giữ chân được vào người của El, xoáy được rồi. Nhưng mà Mikix cũng lên bảng đếm số. El vẫn còn có chiêu cuối và sát thương đến từ Bin là quá nhiều. Bin đang zone vào Hansama. Hansama tốc biến qua bên kia vẫn bị On giữ chân ngược trở lại. Một đấm choáng và On dứt điểm Hansama luôn. Bên phía bên kia thì thực ra là Broken Blade chạy một đằng không quan trọng nữa rồi, bởi vì Baron sẽ được ăn bởi bên phía của BLG. Mặc dù họ đã mất xạ thủ nhưng nguồn sát thương của họ còn quá nhiều. 3 lần sử dụng combo Orianna và Nocturne thì đến lần thứ 3 bên phía của G2 mới thành công tìm được vào vị trí của Elk. Nhưng họ cũng không thể nào xóa sổ được xạ thủ của BLG trong một nhịp và vẫn để cho Elk có thể có một quãng thời gian đủ lâu câu kéo đi mọi thứ và khiến cho những người nằm lại đến từ bên phía của G2 là Mikix, là Yai và Broken Blade cũng phải tiếp cận với cú dịch chuyển và rất nỗ lực để có thể đòi lại điểm hạ gục của xạ thủ bên phía bên kia. Sau đó thì anh ta cũng không còn nhiều tác dụng nữa khi mà trở về với dạng Na tí nị và để ra cơ hội để ra ăn Baron dành cho bên phía của BLG. Một tình huống nằm xuống mà tôi nghĩ rằng chính bản thân Elk cũng sẽ cảm thấy hài lòng mà thôi. Đây, tiếp tục bay vào, đó là người, đó là ai đây? Đó là một tình huống mà Elk tiếp tục lên bảng đếm số. Nhưng On đã có mặt ở đây, Shun cũng đang có mặt. Bây giờ Cap, Hansama và Mikix phải chạy khi Bin và Nai đã đến. Mikix sẽ là người nằm xuống mà thôi. Đó là một tình huống mà lấy 2 đổi 2. Tuy nhiên cũng là một phần nào đó lợi thế khi họ có thể làm chậm tốc độ tăng tiến sức mạnh của một con Kai'Sa, nhưng mà lại tăng tốc độ tăng tiến sức mạnh của một con Jax. Và bên phía của G2 Esports thì đang tận dụng quãng thời gian mà đối phương bị phân tán sự chú ý. Cánh trên, Broken Blade đã có được trụ 1 và đó là cái trụ 1 có tiền thưởng mục tiêu. Cánh dưới thì sao đây? BLG tiếp tục tấn công. Bay vào phản công chúng hai người và lái xe giữ được Cap. Cap xoáy một người và sau đó là Nai đến đổi ca rồi và Cap bị xích trúng. Cap bị bổ và đó là Rapid dành cho Bin. 501 hình như là 502 dành cho Bin rồi. Và tôi nghĩ là trận đấu này có lẽ là cũng đã có kết quả rồi khi mà G2 Esports đánh ở một cái thế như này là rất khó. Đây là một pha thi đấu mà BLG vẫn có những góc đứng cực kỳ khó chịu.
Jack Solo rồng. Bây giờ thì bên phía G2 Esports với 4 người đây, Yai mất nửa cây máu. Mikix đang tiếp cận vào người của Nai, không làm choáng được Nai. Yai vẫn tiếp tục mất máu, phải chạy thôi. Và bên này thì On lao vào giữa, hất được Hasama về. Hasama đang được giải cứu nhưng đó có tình huống giam cầm chúng hai người. Hasama đang bị tấn công, nhưng mà chỉ đơn giản là chỉ nhấp thôi để pin đến. Và bây giờ thì G2 Esports chạy đầu bay vào giữa 4 người đến từ EL. Anh ta bật thanh tẩy, anh ta bật luôn cả đồng hồ. Và lúc này On đến bão đạn xả vào hư khô. Hư không thì lỗi các bạn, nhưng mà đó là điểm hạ gục dành cho Broken Base. Nhưng Nai đang lao vào, Sun cũng đang lao vào, Cap đang phải chạy. Trước mặt là Bin 4-1, Mikix chạy đi đâu. Một tình huống mà Bin có bong và double kill dành cho Nai. Một và mở giao tranh rất bất ngờ đến từ xạ thủ của BOG. Khi ta biết được rằng mình còn đầy đủ tài nguyên và một cái giáp tay Seeker trong nhịp vừa rồi, anh ta sẵn sàng làm xạ thủ chi mồi trong tình huống để có thể câu giờ cho Bin và Nai tới với lượng sát thương của họ. Còn bên phía của G2 Esports, họ không có được Baron nhưng ít nhất họ cũng sẽ có được con rồng ở khu vực đường dưới này làm vốn. Nhưng từ từ Bin đã có thể là chuyển. Tôi nói hơi sớm rồi, có ăn kịp được con rồng không đây? Bin có dịch chuyển và On đang di chuyển kịp. Ở đây ăn là kịp rồi, nhưng mà Yai có thể gì giữ lại. Yai mất cả tốc biến luôn. Như vậy là một con rồng với tiền thưởng mục tiêu đã dành cho bên phía G2 Esports, nhưng Baron đã dành cho bên phía BLG. Hai xạ thủ đều đang có một cái lần cùng số lần nằm xuống là 4, nhưng mà cái gọi là cái sự bảo kê thì nó ngược hoàn toàn. Một bên được bảo kê tới chân răng nhưng vẫn nằm xuống 4 lần. Bên thì không ai bảo kê cả, chúng mới mở lên đến từ Jai. Quả cầu đâu đang gắn trên người. Bây giờ lao thẳng vào EL một lần nữa, xoáy được EL nhưng mất chỉ một nửa cây máu mà thôi. Bên này tất cả lao vào nhưng mà EL đã bắn hạ gục được Jai rồi. Tiếp tục bắn vào người của đó là Miss Fortune, đó là của Mikix mà thôi. EL nằm xuống lại một lần nữa đấy. Anh thấy rõ chưa rằng không? Nai cũng phải sút chờ cho EL bị Broken Base hạ gục rồi họ mới hạ gục Broken Base để kết thúc ván đấu này ở đây. BLG dẫn trước 1-0 với một thế trận cực kỳ hủy diệt. Một tình huống mà EL cũng ngậm ngùi mà thôi. Hạ cái mic xuống rồi cầm cốc nước lên làm một ngụm, sau đó là quay sang GG đồng đội. Một ván thi đấu mà đóng vai xạ thủ chim mồi rất tốt đến từ EL. Nhưng cái lượng sát thương mày ta đảm bảo cho đội hình của BLG vẫn là có trước những lần mày ta nằm xuống. Còn với G2 Esports, một ván đấu không tốt chút nào đến từ hạt giống số 1 của LEC. Họ cần phải chấn chỉnh lại, họ cần phải sốc lại tâm lý để bước vào ván đấu thứ hai. Đây sẽ là cái đánh hay là thắng, đánh hay là thắng rất là đẹp. Tại vì bây giờ cái chút cuối của Nico bây giờ có hất tung đúng không anh? Có cái nhịp hất tung nhỏ lên về trên không, cho nên là về mặt chiêu cuối thì hất tung với ba chiêu cuối đến từ bên phía của BLG cướp được đến từ Cap thì sẽ là cái cơ hội dành cho anh phía của Broken Base. Nhưng để chờ xem đi đường như thế nào, tại vì với đội hình như thế này ván đấu có thể giúp con đi đường. Tại vì Espril đối đầu với là Saiya, Sát đối đầu với Nico, ví dụ tại vì đội hình này đội hình kỹ năng nhiều anh em, thì nó phụ thuộc vào chuyện vận hành. Yasuo, Sylas, Ezreal vào đội hình kỹ năng thì vận hành thắng ở vào thế chân tường bắt buộc phải xử lý kỹ năng. Nó nặng về mặt kỹ năng hơn. Cầu xuống và nhặt hai cái xích lên cho Cap. Broken Blade cũng những quảng cáo nha anh em ơi, cảm ơn mọi người ủng hộ luôn. Bởi vì anh ta đi với Na thì anh ta sẽ lấn lướt đối phương hoàn toàn ở trong những giai đoạn đầu của ván đấu, với những tình huống e vào lính tiếp cận được và chém rất là đau. Giai đoạn về sau vẫn có những cái tình huống tường gió được có thể cản đi lượng sát thương đến từ Saiya cũng như là con Na tí nị. Nhưng đây cũng sẽ là một giai đoạn mà các bạn phải đến cái giai đoạn đi đường. Và Nai anh ta nhìn má né hết đi với Sylas, anh ta cầm quyền này anh em né ác rồi chứ. Đây sẽ là một bấm quảng cáo mà mình mạnh và một con hơn nửa kênh né được như này khi mà bạn dồn không đủ tăng tần suất lên thôi, giờ 10 phút nhấn một lần vậy lại sau con Nico bên phía bên kia. Và thậm chí Nai cũng không quá ngại những tình huống trao đổi máu với Caps nữa khi mà Caps sẽ hồi phục lại bằng đồ vương. Một tình huống mà đây bắt tay vào trong trụ, tiếp tục là những tình huống trụ bắn Broken Base còn 150 máu và thoát lui về. Và bây giờ Yasuo thiếu cái nhá thông thảo, thiếu cái nhá thông thảo nha em. BB combo của em thiếu cái nhá thông thảo nha. BLG có muốn chơi hay không? Đây là một pha thi đấu mà Nai đang bị đẩy trước, anh ta sẽ vòng ra sau. Cap xuất hiện ở đây, anh ta có chiêu cuối. Anh ta lấy được của ai chưa? Anh ta chưa lấy được của ai trong pha thi đấu này cả. Không, đó là Frexing đồ bạn các bạn. Đánh như vậy Frexing để tạo áp lực các bạn thấy không? Biểu gì đâu dám ra cạnh tranh sâu đâu. Rất dại đến từ vị trí của Broken Blade. Và rất may khi mà vị trí của GT rất dại được giữa tốt hơn. Và họ là những người chủ động hơn trong tình huống. Quan trọng là cái thông điệp mình gửi đi. Quan trọng là thông điệp mình gửi đi. Và nhìn con Yasuo vậy là mấy thằng kia nó rén liền. Họ có được lock in chủ cánh dưới dành cho vị trí của Bin. Một vài chỉ số lính bù lại ở khu đường giữa dành cho Nai mà thôi.
KX sẽ là người bị thiệt và sẽ không giúp cho bên phía của G2 Sport có thể giao tranh ở con rồng này được. Con rồng sẽ được trao đổi dành cho bên phía của BLG, nhưng họ vẫn muốn tấn công. MKX bị bắt tay trúng rồi, một tình huống vẫn bị trói lại và chiến công đầu dành cho Shin. Một nỗ lực để có thể kiểm soát tình hình từ bên phía của MKX, nhưng như đã nói xác định bỏ rồi đi ra đó làm gì, không tốc biến nữa. Khả năng chống chịu sẽ là gần ơi. Khi bên kia là xin ra bỏ mà, con rồng này xác định bỏ mà. Đã có cấp độ 6 và một vài mảnh nhỏ trang bị chưa cuối tung ra lấy máu và dọn lính đến từ Asama. Scanner của Yai cũng chưa có được món trang bị đầu tiên, trong khi đó Shin sau khi ăn xong ba con sông này có thể về hoàn thành giáo thiên ly. Đấy sẽ là một ngưỡng sức mạnh rất lớn dành cho chất tướng Xin Dao. Và lúc đấy cố lên những người anh em, hay hai rất khó đến từ bên phía phải giao tranh đẹp nào. Yasuo mãi thì mới kích được con sáu rồi, hất tung hai người. Hai người chăn chối lao vào đến từ Broken Blade, nhưng giáp cầm trượt đến từ Yai. Bây giờ bão tố nổi dậy của EL, Shin đã có mặt vẫn còn đám, vẫn còn đám chống chịu lượng sát thương. Một mạng, một mạng, một mạng, hai mạng, hai mạng, ba mạng. Và Shin cũng sẽ nằm xuống hai điểm hạ gục liên tiếp dành cho thành viên bên phía của G2 Esports. À, ba điểm hạ gục liên tiếp chứ. Ba điểm vào cùng liên tiếp, một dành cho vị trí đó phải là như vậy, một dành cho Ansama và một dành cho Broken Blade. Tất cả những thành viên carry đến từ phía G2 đều được hưởng niềm vui với những điểm hợp cùng trong nhịp vừa rồi. Hasma có về được không đây? Anh ta vẫn còn đầy đủ phép hỗ trợ, vẫn sẽ là rút lui được mà thôi khi mà Yai đã đi qua tầm nhìn của Nike. Và Nike cũng không còn quá nhiều ý nghĩ trong việc là tấn công với chị Ansama. Tôi mới vừa nói về việc là Mikix mãi mới có cấp độ sạc. Má nó đứng trước mặt của Rakan chứ. Phát tác dụng của mình. Hai thằng. Nhịp mà On kéo vào. Nhưng không hề có thông tin về vị trí đứng của Broken Blade đứng phía đằng sau. Và nó không khác gì một món quà cả, dịch chuyển lên đường trên, bóc lớp kiến trụ làm chó thành công. Bin đang gây rất nhiều sát thương và người gấp lại đó là ai, là Caps. Yai có cứu được không đây? Gỡ được không? Gỡ được không? Đang băng lên, Broken Blade đang chém băng đường Bin, hất băng Bin lên rồi. Broken Blade vẫn đang gây sát thương nhưng Bin tất kiếm được. Đó là một ném đá chuẩn của Yai để có thể dứt điểm được Bin. Nhưng họ sẽ đổi cũng được, đổi vẫn được, đổi vẫn được, đổi vẫn được. Và Caps đã nằm xuống, nhưng phòng thủ thành công đến bên phía của G2 Esports. Với liên đồ như thế này đến từ Nai thì có thể là anh ta đang nhận định rằng mình trong ván đang ổn nha, đang ổn nha, vừa xong cái nhịp đồ đầu tiên nha. Đến từ bên phía của BLG. Bởi vì nếu như cần make play thì Nai sẽ hướng tới. Ai da, ai da, nó me BB, nó me BB. BB chạy em ơi, chạy, chạy. Chết chà, không có tốc biến. Không có tốc biến nữa. Quay Yasuo rồi nhưng mà Nai ta đang vào một tình huống hất tung lên xoắn chói thành công. Mickey vẫn đang chạy được. Cứu, cứu. Né được tình huống trọng W của Shin luôn và bây giờ thì đến để tiếp cứu. Một màn trình diễn thượng hạng đến từ BB. Rất nỗ lực đến từ BB để có thể thoát chạy trong tiếng vừa rồi. Sát thương là hơi thiếu một chút xíu để khiến cho Swim phải bỏ mạng lại. Nhưng bên phía BLG cũng sẽ cảm thấy hài lòng mà thôi. Họ đã đuổi được Broken Blade ra khỏi khu vực trên và tạo khoảng trống để cho Bin có thể có được công trình trụ một ở cánh trên này. Anh là công sứ giả luôn không? Nó mới chiêu à mà đúng không? Bên phía mình vang được sứ giả chứ. Rút lui và nhường kiểm quyền với những dầm ba thằng Weibo đến từ con quái này. Và cánh trên thì sao đây? Bin một nửa nộ, 1-3 được không? Khi mà trụ một đường trên cũng không còn nhiều máu nữa lắm. Tương gió lại lấy chiêu cuối. Lao vào tấn công hey. Mất được và đó là chăn chối đến từ Broken Blade. Tuyệt vời. Chém cho con Na để xin lại, xin lại. Và tình huống giáp cầm trúng vào một con Xin Dao. Đó là chiêu cuối lên, đến từ Ron để có thể hộ. Chết lên. Vẫn là một tình huống lớn. Và đó là tiếng đó là G2 Esports đã quay trở lại đây. G2 Esports thực sự đang quay trở lại ở ván thiếu thứ hai này với một đội hình cực kỳ thuận tay của họ. Caps không cần phải chơi những chất tướng không có khả năng cơ động nữa rồi. Lần này ta được giao bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Mặc dù là đang hờn nhưng mà cũng phải bình tĩnh. Kiểm soát được ván đấu rồi, chúng ta bình tĩnh. Ván đầu tiên mà thôi. Thực sự G2 đang thực sự là bay trên đôi cánh của Broken Blade với những tình huống xử lý kỹ năng Yasuo là cực kỳ chất lượng. Còn với BLG thì sao đây? Họ đang rất bình tĩnh đổi công trình so với đối phương mà thôi. Vâng Nam nha. Không có những cái động thái nào đó cho thấy việc là mình bị bế tắc cả. Thực ra là họ không bình tĩnh cũng không được ở thời điểm hiện tại. Cái cách tấn công này là cách tấn công của khu vực LEC, một cách tấn công như vũ bão kết hợp chiêu cuối của Na lấy được và chăn chối. Rồi sau đó một tình huống lái nó xe thì thôi luôn một phút nào cả và thằng Xuyên mất tốc biến vẫn bị xích lại. Như pha đấy là Xuyên tự tốc biến ngược lại. Thì tự tốc biến ngược lại trong cái giam cầm thì phải với ta. Tôi thấy một nhịp ấn tốc biến nhưng mà vẫn bị kẹt lại trong cái giam cầm. Silas của Cap cũng đã có hai món đồ, đấy là cái đai tên lửa Hextech cộng với cả một cái động cơ vũ trụ. Bây giờ Nai đang đứng ở đây, Nai chỉ có một cái tốc biến mà thôi. Có nổ hoa, Cap chưa lấy chiêu cuối. Nó vẫn đang nha. Cố gắng bóc rỡ đi những cái giáp cốt của Nai trong pha thi đấu này. Free ơi, Free ơi, rồng Free ơi, rồng Free ơi, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Ăn nhanh còn kiểm soát cánh trên nữa. Bên phía của G2 Esports. Mickey chạy, chạy. Tốt đến từ bên phía của G2 Esports về khoản macro trong ván thiếu thứ hai này khi họ có được chất tướng thuận tay. Nhìn Mickey mình cứ thấy sợ sợ sao anh em. Có vào trong meta nữa thì sợ sợ. Thực sự là lúc mà bên phía G2 tỏa sáng.
đứng một tình huống hơi mất tập trung một xíu. Anh ta không biết nãy Hansama bắn dính vào đâu vậy? On đang bị bắt lại rồi và ok lấy cái tốc biến, lấy cái tốc biến cũng được, lấy cái tốc biến cũng được. Rồi rất khó, chỉ là một tình huống bắt đến từ Cap mà thôi. Cap tiếp tục lướt qua bên này, có tầm nhìn của Nai. Ngon. Coi là một cái khu rừng chết chóc mà LG không thể di chuyển vào được. L thì mất nửa cây máu, On thì mất tốc biến. Và đây là thế đánh mà G2 Esports rất thích. Tốc biến đi được xuyên có. Thiếu cái thua trừng phạt nữa thôi là đủ bài. Trừng phạt không đây. Đó là một tình huống mà G2 Esports đang muốn câu mà thôi. Câu được cái gì chuyển đó là chắc chối lao vào. Double kill cho Broken Blade. Xuống rồi và Shun Nai và Bin chạy đi đâu đây? Đã thấy bất Baron còn nguyên, thấy bất Baron còn nguyên. Hey, đánh đi, đánh người. Đánh người đi. Nổ hoa đến từ Nai chỉ hiểu ứng hình ảnh. Yeah, tụi nó không quăng. Người của Mikix, họ chắc là Broken Blade, nhưng Hasama đã được free shot. Shun là người cuối cùng nằm lại. Double kill dành cho Hasama. Double kill dành cho Hasama. Hay quá em ơi. Rất tuyệt vời đến từ thành viên của G2 Esports. Đỉnh thiệt. Họ đã có được sự đồng điệu hơn rất nhiều. Nai làm gì đây? Anh ta không có tốc biến, không còn chịu quên nữa. Chắc là chỉ đứng đây. Ai đây? Bấm hề biến về. Ai đang đánh đây? Không có một tình huống cướp Baron nào. Nhưng cướp được không? Mình thấy ai? Mai cướp. Check. Và cầu may mà thôi. Baron đã có G2 Esports. Ui, trúng là đi đó, trúng là đi đó. G2 Esports đang bay thật sự ở trong ván thi đấu này, khác rất nhiều so với những cái gì mà chúng ta thấy ở ván thi đấu đầu tiên. Ván thi đấu đầu tiên đây. Nét quá, nét luôn các bạn. Xin mời. Làm sao mà ôi, kéo từ dưới đó kéo lên. Cái góc đấy là một cái góc mà thực sự sao có thể hay như vậy được. Khi mà con mắt được cắm ra đến từ vị trí của On đã bị ma mày hết vui tính đánh rồi. Đỉnh thiệt. Được cắm ra bên VG2 Esports. Và cái chiêu quý giam cầm nó quá nhạy cảm đi, khiến cho con Saiya trong tay của không một sai lầm kịp làm gì. Còn tốc biến còn chiêu cuối nhưng không kịp sử dụng. Rồi sau đó là một tình huống nhảy múa đến từ Broken Blade và Caps. Broken Blade có thể nằm xuống nhưng Caps và Hansama vẫn còn ở đó để có thể gây sát thương. Đó là sự vui mừng thằng Roman buồn cười. Còn trái ngược hoàn toàn là sự câm lặng đến từ các thành viên của Bilibili. Anh em coi nhấn like giúp Lưu nha, cảm ơn mọi người. EU đang lên. Lên cho Lưu cái cờ đi chơi Xbox nào mấy anh em chiến săn. Ba nó riêng mình rồi, khả năng cấu rỉa là có. Hộp E2. Mỗi tội là cái setup thế lính nó sai sai thế nào nhỉ? Sao lính ở đường giữa đấy? Hoàng Nam nha. Đây. Cap bây giờ sẽ trở lại không được giữa mà thôi. Anh ta vừa có một nhịp là ghé lên không được trên để đảm bảo rằng Broken Blade sẽ không bị bắt lẻ trong nhịp vừa rồi. Chuẩn chỉ nha. Rồi nó lên ba người kìa, Bot mid tràn vô. Để BB nó tự giải quyết. Bot đến các thành viên bên phía nhưng người cú lốc hai người Broken Blade vẫn đang né được. El cũng tung chiêu. Câu nhiều lên. Tràn vô. Bởi vì bên này G2 Esports đang phá và tận trụ bảo vệ nhà lính các thành viên bên phía BLG. Nai và On đang đứng đép ở đây bắt tay vào. Và bây giờ là thế lính đẩy ở hai đường. Chưa có được cái trụ bảo vệ nhà lính nhưng đợt lính này sẽ là đủ đối phương. Thêm được cái trụ không? Một tình huống tinh hoa tuôn chảy. Thêm được cái trụ không? Bắn một cái là được. Ui nó tele. Cap cover. Tele nè. Chặn đường nè. Bên này thì Jai đang bị giữ. Hansama đánh chung với Cap nè em. Đánh chung với Cap. Mickey cover. Được. Có chuyện của Nai khổng lồ. Đánh lui. Hasama đang bắn. Hasama bị làm choáng. Bấm thanh. Dịch chuyển của học trở về. Đánh lui. Và Bin bây giờ có ném đá trúng hay không? Hết tốc biến rồi nên thôi. Cung ánh sáng ngược trở lại. Cũng được. Vẫn được anh em. Đổi hai cái trụ ba của nó mềm lắm rồi. Thôi Cap ơi. Có ý định sân bài ta chói được vào người của Cap. Nhưng bên này thì Nai đến. Chưa có một tình huống tấn công tiếp. Khi Broken Blade đã đến với tường gió. Lưu nhẹ. Là một tiếng phòng ngự tốt đến từ phía của BLG khi mà hai cái trụ ba mềm lắm rồi, đúng như là bể à. Đổi về cũng được anh em. Như vũ bão vừa rồi đến từ G2 Esports. Tôi nghĩ rằng sẽ là về Cap có tele, Cap có tele. Cap có tele. Dịch chuyển xuống phòng thủ. Dịch chuyển đẹp hả? Bốc tốt. Về mà thôi. Khi mà anh ta hóa na khổng lồ lên. Bốc tốt. Cap chưa cho Bin về. Thích thì BK. Cap có khi là muốn solo luôn. Thích bây giờ bắt chiêu cuối rồi nhưng bắt hụt đến từ Cap. Cap có chiêu cuối từ Bin. Chưa thích thì mình BK. Vào tường bây giờ mới chọn thế. Bin không tốc biến rồi, mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Na tí nỉ mày chạy đâu? Vào tường đi chứ chờ đợi gì nữa. Đổi chiêu. Tình huống Cap bây giờ đang bị thả diều. Né. Đánh thường sao né? Tiếp tục là tình huống thả diều. Mickey có mặt ở đây nhưng Bin đang rất thấp máu. Đánh thường sao né? Vương là được. Nuôi sao rồi là nuôi đấy. Rất nỗ lực đến từ Bin để có thể tìm kiếm một điểm solo kill ngược lại vào vị trí của Cap trong những vừa rồi. Nhưng mà 3 đánh 1 thì làm sao có cửa dành cho Bin được. Khi mà anh ta cũng đã trở về dạng na tí nị trong nhịp đó. Những sự tinh quái. Gần 10 ngàn rồi. Khi liên tục là những cú bắt xích trượt đến từ người chơi đường giữa của G2 Esports.
Nhưng không sao cả, cuối cùng thì điều họ mong muốn vẫn có, đó là điểm hạ gục của Bin. Để xem họ có thể tận dụng được quãng thời gian 20 mấy giây Bin đang trên bảng điểm số để áp lực vào một cổng Mega nào đó hay không đây. Có, họ đang muốn đẩy vào khu vực dưới này khi có gặp Broken. Anh Sama ơi, đừng đứng trên con mắt sau e về phía trước nha. Cú quá đã mất cái bảo tố nổi dậy. Vẫn chưa bị khiêu khích. Anh đã thả xuống. Nha. Ô, thằng trời trúng rồi. Trúng. Trúng với đằng Bill gì game này. Bên này thì Cap đã có điểm mà gục và lúc này tình huống nổ. Ồ, đỉnh cao thiệt chứ. Chân được Nai ở trong xu. Có cứu cánh thì không có tác động gì cả. Và bây giờ thì Cap đang đuổi Zion ở đây. Đây rồi. Isu tới rồi. Nhưng lại xích hụt. Và On bắt tay thì chúng những điểm hy vọng cuối cùng của châu Âu đây rồi. Đó là điểm hạ gục tiếp theo cho G2 Esports và họ muốn kết thúc ván đấu ở đây khi Bin đã nằm xuống. Ace quét sạch cho G2 Esports và họ cân bằng cặp đấu này với tỷ số là 1-1. Đúng là G2 Esports đội tuyển. Biết tại sao mấy thằng BLG thua không? Ngu như con chó Nico mà không có nóc tên, thua là đáng. 1-1. Vực LPL hạt giống số 4 cũng cần, hạt giống số 1 cũng cần luôn. Tất cả các đội tuyển khi đối đầu với G2. Jack đã tìm được Jovi và chức vô địch cho Hanwha Esports. Rumble ván này rất dễ bị tổn thương, tức là rất dễ bị dí và có thể người đó sẽ làm số rất là nhanh. Ok nha, chúc bạn có một Ủa, học đại học bây giờ là nộp hồ sơ thôi đúng không? Trên cực kỳ chặt chẽ luôn. Những biến tướng chúc bạn là sớm chọn được trường như ý. Thế giới hacker từ mang đến rất Rai hả? Rai đánh với Silas. Cùng đến với ván đấu có thể là cũng được á, cũng được. Bớt một cái chiêu cuối mạnh, bớt một cái chiêu cuối mạnh cho thằng Silas nó lấy. Nhưng mà thật ra có cái bán nguyệt thương với lại. Nếu bạn là fan hâm mộ của Liên Minh Huyền Thoại, một ngày thật tuyệt nếu bạn là fan hâm mộ của G2 Esports, bởi vì họ đã đem ra chúng ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ có thể tỏa sáng với những chất. Mình nghĩ là bây giờ mình nên tăng cái mức donate minimum lên thành và ở ván thứ ba này, tiếp thêm một số không nữa chứ bây giờ 8.000 với lại 10.000 mình xin mấy cái mà quá thể quá đáng các bạn. Ô mẹ nó. Rẻ rúng quá rồi, phá giá quá rồi, mấy cái chỗ khác thì sao người ta sống được. Không thương tiếc. Và đây lại một lần nữa tái hợp. Mấy cái chỗ mà xin khác rồi sao ai sống được bây giờ. Mình là kiệt sức để có thể hạn chế tối đa khả năng. Những cái quảng cáo nha anh em ơi, cảm ơn mọi người ủng hộ luôn. Tăng tốc pha đến từ Cap. Chinh phục đến từ Broken Vest. Nhưng bóng ngủ của Zoe nha. Đặc biệt đó là Rumble chinh phục từ Bin. Bởi vì ta sợ những tình huống bị dí đánh đến từ cá sấu và xin chào. Và để có thể chuẩn bị cho trước khi chúng ta bước vào một ván thứ ba thực sự căng thẳng thì các bạn đừng quên đăng nhập tài khoản Riot Games. Tao chưa bấm, tụi bay đã né. Xạo vừa rồi. Trực tiếp giải đấu chung kết thế giới và đưa cho mình những biểu cảm, những biểu tượng cũng như các phần quà độc quyền của giải chung kết lần này. Kết hợp với MixX thì di chuyển ra đường giữa để có thể đảm bảo rằng hỗ trợ cho Jai, anh ta có thể ăn được con sâu ở cánh trên. Cap đang là người đẩy cao, đi qua mắt đến Shin và On rồi Cap sẽ di chuyển. Cảm ơn Yongbi nha. Một tình huống 3-3 lao và bắt chúng, đó là ngục cổ ngữ. Jai lao và đâm. Tuyệt vời. Choi lóa là phải mù rồi. Một nhịp di chuyển rất chất lượng đến từ. Đừng rướng nha, đừng rướng. Không biến đổi. Đang một đổi con lợi bởi vì con Scanner đã mất tốc biến rồi. Một tình huống mà G2 Esports có đầy đủ tầm nhìn và họ phản công cực kỳ tốt. Điểm hơi ghê, đừng rướng, nhẹ nhàng thôi. Đó là Xin Dao. Nhưng mà bây giờ Xuyên đang lao vào tấn công, sát thương dồn vào, đó là xuyên tập kích. Nhưng có chói lóa một lần nữa, đâm vào. Rồi mà, đừng rướng, về đi. Là người có được điểm hạ gục. Biết lắm mà má mấy thằng này. Đến từ Jai, khi ta đã có được điểm chiến công đầu trong nhịp vừa rồi nhưng vẫn cố gắng ở lại để kiểm soát con cua ở cánh trên. Đã qua rồi quãng thời điểm mà chúng ta được thấy sự hưng phấn với một cách cấm chọn như này. Ít nổ quá. Bin bị tốc biến vũ điệu cá sấu chưa làm choáng với sợ thợ săn tàn nhẫn. Đáng tích nổ đâu. Để làm choáng lâu hơn đã có nổ rồi. Một tình huống ép tốc biến tốt và bây giờ làm choáng thì Rumble của Bin sẽ phải nằm xuống. Điểm hạ gục cho Broken Blade. Đó là hai cú tốc biến đổi và Broken Blade là người được hưởng lợi với tình huống gãy thăm lên khung đường trên đến từ Jai. Một pha di chuyển, EL cũng đã có mặt. Vì vậy BLG đang là 5 người. Cảm ơn bạn vô tên nha, chúc bạn có kỳ thi thành công. Nhưng mà các bạn xin vía sau các bạn nhớ ôn thi hay là các bạn nhớ chuẩn bị kỹ nha. Với các bạn xin sau các bạn kệ mẹ xong mà tới ngày đó các bạn thi rớt xong quay lại chửi mà. Nó giống câu chuyện cười các bạn có từng nghe chưa ta? Có một cái người vô gia cư. Cứ cuối tuần là đi nhà thờ xin được trúng số. Nhưng mà bao nhiêu năm qua không trúng số. Một ngày người đó tới nhà thờ một lần nữa khóc. Sao con xin hoài mà không cho con trúng số vậy? Thế là có một tiếng vàng từ phía trên xuống. Con mẹ mày mua vé số đi. Đó. Thì cái đó để nhắc các bạn là xin vía nhưng vẫn phải ôn tập nha. Vẫn phải học hành, vẫn phải cố gắng nha. Vậy xin là auto được đâu.
Rumble đều là gây sát thương phép, nên những cái giày thủy ngân sẽ có rất nhiều tác dụng cho đội hình của G2 Esports. Cả hai cánh đều là những cánh giữ thế thôi, nhưng mà Cap bắt đầu cảm thấy khó thở bởi vì anh ta lên nước mắt. Anh ta sẽ thiếu hụt đi lượng sát thương ở giai đoạn hiện tại khi đối đầu với một con Sylas. Bây giờ Broken Blade đang bị chặn đầu, có cả Shin đâm qua tường. On bây giờ chỉ cần làm choáng được thôi, anh ta đâm hụt. Và bây giờ bật chiêu cuối với Broken Blade để câu giờ. Không có ai tiếp cứu cả và Broken Blade sẽ phải ở lại đây mà thôi. Một tình huống quăng đá, Shin là người có địa điểm hạ phục thứ hai cho BLG. Chính xác là như vậy, Ryze cũng là một chất tướng mà bạn lên cái quyền trượng đầu tiên vẫn có được lượng sức mạnh rất là lớn. Lát nữa mấu chốt thắng của bên phía G2 Esports là cái vũ trụ rạng ngời của thằng Mickey á. Tốc độ đẩy của G2 Esports đang chậm lại. Tại vì đội hình AOE của bên phía BLG rất là mạnh. Rail nè, Skarner nè, Rumble nè. Nhưng mà chỉ cần vũ trụ rạng ngời đẹp thôi là nguyên cái nhịp vô của bên phía BLG cúc, thì thằng Mickey chính là thằng nắm chìa khóa chiến thắng của bên phía G2 Esports luôn. Nó mà rờ đẹp thì không cách nào BLG thắng được cả. Như là bị hủy diệt với lối đánh chớp nhoáng đấy từ bên phía G2 Esports, thì BLG đang dần dần trở lại với sự tự tin của họ. Khả năng di chuyển, khả năng macro từ BLG đang là rất tốt ở ván thiếu thứ ba này. Mặc dù bên phía của G2 Esports là đội có được chiến công đầu, biến về kịp không đây, không biến về được. Và bây giờ Bin đang bị đâm vào tình huống xói lòa hụt rồi, nhưng đó là ngục cổ ngữ thì không chạy đi đâu được cả. Hay. Lượng sát thương là đủ và Yai có điểm hạ gục của Bin. Cánh đẩy lẻ đã được mở toang ra rồi, nhưng Hashama sẽ phòng thủ ở khu vực đường giữa như thế nào đây? Shin và El đang đi di chuyển hướng này, Mickey đang có sẵn ở đây. Tình huống chói lóa chung. Không có đam đâu, không có đam với con này đâu, không có đam đâu, không có đam đâu. Không có đam đâu. Và Yai cũng sẽ có một tình huống phá mắt mà thôi. Như vậy là một nhịp để xem nào, Shin. Hả? Không tông xe được. Ôi. Tốc độ là không đủ để thể lao ghê vậy. Đứng là rất xa. Khi anh ta đã là một con Ezreal cấp độ 11 rồi. Với lượng nước mắt thì cũng đang tích là gần xong. Câu chuyện tương tự đến từ vị trí của Cap bên phía kia. Túc biến ôi, hút được vào được hai người, nhưng đó là vũ trụ ra người bật ngược trở lại đâm vào đến đám đầu, đám đầu, đám đầu, nhanh nhanh nhanh, on không tốc biến, on không tốc biến, nhanh 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 nhanh, ngon luôn. Chúng tôi này đó là điểm dây. Ô một đổi một hả? Mất chiêu nhiều quá thôi, chạy, chạy. Ôi, bây giờ đâm ngược trở lại đến từ dài nhưng eo tốc biến vào bên kia. Đập, đáp xuống. Tấn công vào người của Nai. Nai có chiêu cuối bán nhiệt thương. Ok, một mạng nước hay. Cũng được, cũng được, cũng được, cũng được, cũng được. Nhưng sẽ phải trả những mạng ngược trở lại. Đó ok. Quan lại đó là một cũng được, cũng được. Đổi quầy là được, đổi quầy là được. À. Và tôi chưa thực sự là nhìn rõ xem bên nào là bên có lợi thế hơn cả. Quầy, 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 quầy. Lợi thế dành cho Ansama khi ta mình nghĩ là bên phía Jisoo cũng có thể gọi là lợi tốc biến, lợi tốc biến, lợi tốc biến. Nhưng sau đó vẫn là thôi một nhịp tốc. Không, mấy này đánh dũng cảm thiệt. Giữa hai thành viên mình hàng lưu hàng, lưu hàng, lưu hàng. Và sau đó thì chiêu cuối chúng hai người. Rồi thì là rút lui về với lưu hàng, lưu hàng, lưu hàng. Jisoo Esports đánh dũng cảm. Chiêu cuối giam cầm hai người tốt đến từ Xuyên. Nhưng lúc đó là lúc mà bên phía của G2 Esports đang có được sự bảo hộ đến từ vũ trụ ở dạng người. Một cái bắn cú bắn quy mắc tầm đến từ El để có thể đòi lại điểm hạ gục đến từ Mikix. Sau nhịp đó tốc biến quay trở lại từ Jack hơi sớm, khi mà thời điểm mà Jack tốc biến quay trở lại thì mới là lúc mà Pokemon bấm cú dịch chuyển. Và nó khiến cho người chơi đi rừng của G2 Esports không trụ được quá lâu. Và khi pin tới với dạng báo động của Rambo sạc thời đáp ngược trở lại cũng là rất đau đớn. Nhưng mà tôi có thể thấy được là các điểm hạ gục bên phía G2 Esports thì có một điểm chấm dứt vào người của EL. Đây sẽ là một lượng tiền lớn hơn và các thành viên của G2 Esports, nên khiến cho cái lượng tiền của họ đang là cân, mặc dù họ thua về trụ. Rồng này dởm nha, rồng này dởm nha. Rồng này với đội hình G2 Esports vẫn là rồng dởm nha. À lộn, đội hình của mấy thằng BLG cầm con rồng này không ngon đâu. Khi mà họ bỏ con rồng vừa rồi được, ok. Nhưng bây giờ với con sứ giả này thì chắc là hơi khó. Con rồng đó cho phép bỏ, cho thằng Cap nó đang farm. Bên phía G2 Esports có cái hạt này là tốt này, vẫn cần biết bay vào vẫn hơi nông. Và bây giờ thì On đang băng lên, đang muốn tấn công vào Hashama, anh ta xuyên tập kích lại hụt một lần nữa. Và giờ thì chắc là bỏ nhỉ, đã hết. Ừ, hay. BLG có thể cảm thấy hài lòng. Còn để xem nào, bên phía của G2 Esports họ đã bị mất đi trụ cột đường giữa rồi. Trụ cột đường giữa của đối phương thì cũng không còn quá nhiều máu. Lúc biết ở cánh dưới này, rất nhiều thành viên của G2 đang di chuyển xuống và nó nằm trong tầm thông tin của Nai. Anh ta sẽ lùi về mà thôi. Như vậy vẫn sẽ là một pha trao đổi công trình đến từ cả hai bên. Tuy nhiên hai người đẩy thì nó sẽ nhanh hơn một chút so với con Rumble bên phía bên kia. À, đợt lính thì nó cũng chưa vào nên là Rumble của Bin chỉ đang ổn nha, đang ổn nha anh em, đang ổn nha. Muốn dịch chuyển đến cánh trên hay không? Có. Dịch chuyển đến cánh trên thì ngay lập tức có Shin đứng bên cạnh rồi. Lại là tình huống lái xe kết hợp với mưa cửa chàng Shin đang nhặt lá rồi. Cố gắng dọn lính, dọn thành công đợt lính rồi, nhưng giam cầm chúng vào người ở Cap. Có khiên được quyền trượng đại thiên sứ. Cap tăng tốc phá đang chạy, tác giả diều. Bắt nó chạy vào. Chấm dứt cho Bin. Nhưng bắt nó chạy vào. Bắt nó chạy vào đám đâu, đám đâu. Đám đâu. Đám đâu. Không có đám vậy. Đến và có lượng sát thương đến từ Mikix. Đáp đâu rồi? Đây sẽ là những điểm hạ gục dành cho bên phía BLG. Hashama đã
có mặt ở đây, anh ta có định mệnh với gọi, nhưng mà Mickey X đã nằm xuống rồi. Đó là những điểm hạ gục liên tiếp dành cho cả hai bên, những bên phía của BLG sẽ có lợi hơn một chút. BLG có lợi hơn khi họ có được hạ gục của Cavs và Mickey X trong tình huống vừa rồi. Khi bên phía bên kia Bin đã có con xin giao với lại con Tarik không quá đám. Trên nó vẫn đang nằm trong tầm tấn công đến từ bên phía của BLG khi mà Elk đang có mặt ở đây. BLG có lợi thế của 4 con sâu không? Con solo kill cánh dưới vừa rồi. Không ai nằm xuống cả khi mới là thân cá sấu. Nó hơi pha tê lê, nó hơi hừng. Không, tốc độ cao phải chấp nhận cái đó các bạn. Kiểu như tốc độ cao thì bản thân tụi nó cũng không kiểm soát được hết. Tiếp tục là một tiếng đổi chắc công trình. Thôi được rồi, lỗ một màn. Thôi được rồi, đổ một màn không sao. Nhưng lượng tiền thì BLG vẫn đang dẫn trước. Và nó khiến cho Brokermate cũng không đủ sự tự tin để có thể bước lên cao nữa. Anh ta vẫn cần phải về nhà hoàn thành được móng vuốt Sterak trước đã. Rồng sắp ra nha. Nhưng dịch chỉ bọc đầu luôn. Có chiều cuối luôn đến từ Cap. Vòng xoáy không lấy cái tốc biến. Sam cầm thẳng vào người của Yai. Yai chưa đâm vào, Yai đâm vào với chiêu cuối bán nguyệt thương. Eo đang bị xỉa, đó là một mưa tên lửa và Sam vũ trụ đánh ơi. Và thi đấu và Shin Sport có vũ trụ dạng người. Nhìn thằng Eo kìa. Của Shun nhưng có vũ trụ dạng người ngược trở lại. Nhìn thằng Eo. Eo đang bị đâm, Eo đang bị tấn công bởi Yai nhưng Eo đã rút lui về được. Brokermate đang cầy lên. Nhìn thằng Eo. Các bạn. Chưởng đó. Bên phía kia Shun đang. Một quy thôi Hansa mà. Xỉa đau hơn. Shun vẫn cố đang cố gắng nhặt đá bơ ở đây nhưng ta bị hất tung lên rồi. Đá là điều không cả. Và giờ thì Eo đang là niềm hy vọng cuối cùng của BLG. Thấy chưa? Chỉ cần vũ trụ rạng ngời đẹp thôi. Chỉ cần vũ trụ rạng ngời đẹp thôi. Dành ở dài. Và đó là con rồng bên phía của G2 Esports. Chúng ta đã nói về khả năng chơi game một nút là win. Cuối của Cap trong nhịp vừa rồi. Và tình huống đón lõng đến từ Swin với cú chiêu cuối giam cầm của anh ta lại chỉ trúng vào một con xin dao mà thôi. Anh ta cố gắng là giam cầm cả hai người nhưng không được khi Cap đã lách sang một bên. Còn bên phía bên này rất nỗ lực để gom người đến từ họ nhưng chiêu cuối cùng trời ơi, quá đẹp, anh chưa? Solari nữa. Ê, cái gì đây? Bây giờ là ê. Baron đến từ GG Sport. Biểu gì cũng muốn buông bỏ, họ cũng có cú nhịp chuyển. Những mưa tên lửa đã có chưa? Chưa hồi. Mưa tên lửa là chưa hồi, họ đang cố gắng cấu rỉa vào máu của Mickey X, chói loạn ngược trở lại thì không trúng nhưng không biết bây giờ mới đi ra. Yai đang rỉa vào hất được pin đấy. Quá tải nhưng Yai đã đập xuống rồi. Tốc biến đi vẫn nằm sát, đang là người gây sát thương. Đây là một lượng sát thương đến, Brokermate đã xuất hiện, làm chậm được hai người. Pin tải mưa tên lửa không thực sự đẹp. Mickey X vẫn đang hồi máu lại cho Asama, nhưng Nai tiếp cận vào. Nai rất điểm Mickey X. Cap đang ở đằng sau, Brokermate đang bị giam cầm. Nai và Brokermate đang tấn công Cap với Brokermate. 2-2 mà thôi. Nhưng bây giờ Eo đến thì nó lại thành 3-2 rồi. Và chấm dứt cho G2 Esports ở đây. Cap ơi, chạy. Không có cửa gì đánh nữa rồi. Một pha côn Baron. No! Một pha côn Baron quá mạo hiểm đến từ bên phía của G2 Esports. Và họ đã phải trả một cái giá cực kỳ đắt bằng việc để rơi 4 điểm hạ gục vào tay của BLG. Và nó khiến cho bên phía BLG trở thành một con Baron quá tuyệt vời ở đây. Khi mà Swin, khi mà Nai và Eo có rất nhiều sát thương. Và thậm chí này, một chắc, tình huống mà chắc. Vừa phát thông vừa khiến cho Cap cảm thấy lo sợ. Anh ta hủy cú bấm B biến về của mình. Và đó là Baron trên trời ơi. Thành viên của BLG. Đúng là như vậy, khi mà Bin vừa mới hồi sinh xong. Và bỗng nhiên bên phía của BLG lại cắt trở lại ván đấu sau một pha côn Baron. Rất tai hại, Brokermate không có dịch chuyển. Và Yai đang đứng ở đây, anh ta đâm thẳng vào. Bị khó kìa, máu tụt không phanh ạ. À. Đó là một pha thi đấu mà Hazama cũng chỉ tấn công được vào một con Yai mà thôi. À, nó là một con Rel của On mà thôi. Và sau đó thì Nai cứ thế quẩy. Còn Sarah Cap này. Cap sử dụng chiêu cuối đi về. Bỏ đồng đội rất là nhanh. Là nếu như pha đó mà muốn về thì tôi nghĩ rằng tất cả các thành viên của G2 nên về luôn một lượt. Đúng? Chứ nó không phải là một pha mà người này mà... Cap lại về mình như thế. Còn cái tình huống quẩy cuối cùng lại thua về quăng Baron ạ. Brokermate nó chỉ là lấy cái nỗ lực để có thể rút lui mà thôi. Sự vui mừng đến từ ban huấn luyện. Nếu pha đó ăn Baron luôn thì sao? Hội trường đến từ BLG. Họ không biết là nên dồn sát thương bánh chàng này hay không, bởi vì đối phương có đồng hồ để có thể outplay. Còn nếu không dồn, má tức thì thôi người. Luôn á. Đối phương quăng vũ trụ dạng người ra, vòng xoáy không gian, nhưng mà mỗi tội là bị dính một cái mao lao móc điện rồi. Chiêu cuối trả ngược lại của Bin, vũ trụ dạng người đã nổ, Nai đang băng vào. Ta bấm đồng hồ ngay lập tức giam cầm được hai người trong đó. Cap rồi. Cap đã nằm rồi. Bên này thì Nai đang bị tấn công, nhưng sát thương của Hazama là không đủ. Swin đang chống chịu sát thương là rất nhiều. BLG đang cá lên. Cùng rồi. Múa được, anh ta hạ gục được này. Nhưng đó là 1-2 có lợi cho bên phía của BLG. Và với bùa lợi Baron, họ đang đẩy vào trụ 2 khu vực đường dưới của G2 Esports. Một nỗ lực để có thể em sao tránh đến từ bên phía của G2 Esports. Nhưng vẫn là sự xuất sắc đến từ Swin và Nai để có thể hủy diệt hoàn toàn G2 trong tình huống vừa rồi.
Cap là một trong những thành viên có nhiều sát thương nhất đến từ G2 nhưng lại là nạn nhân của cú giam cầm vừa rồi. Và nó khiến cho anh ta không có góc để có thể chơi game. Nhưng còn bên phía bên kia thì Elk thoải mái bắn. Còn các thành viên còn lại của bên phía G2 thì không làm cách nào được. Khi mà Cap bị bắt xuống, khi mà Cap không quẩy được. Không, về mà thôi. Thực ra là với một con Rhyme có vòng xoáy không gian thì bạn bắt một người thì là khó. Nhưng mà năm sau các bạn, năm sau có thể là Riot sẽ thay đổi cái hệ thống tính hạt giống. Nó sẽ tính bằng, có thể nha thôi nha, mình đoán là nó sẽ tính bằng cái global ranking á. Tức là Bull 1 nó sẽ không phải là hạt giống số 1 của các khu vực nữa. Khả năng hồi phục không phải là quá mạnh mẽ thời điểm hiện tại của G2 Esports và họ còn không có tầm nhìn. Một pha cung ánh sáng cấu được một lượng máu nhỏ của Cap. Tỷ lệ 25% để chơi G2 Esports Cup. Mình nghĩ rằng nếu như bốc vô 3 thằng còn lại á thì G2 đều thắng được hết. Nhưng mà tỷ lệ 25% thì G2 bốc trúng cực. Và lái xe đến từ Shun rồi. Cap bị bắt lại nhưng đó là vũ trụ dạng người. Mưa tên lửa trải ra đã đổ vũ trụ rồi. Thì bên phía BLG lùi ngay lập tức. Mikix lao vào chiêu cuối của... còn Kalista thì không thành công. Bây giờ là một pha mà Shun đã bị giật lông và pha Nai băng vào. El vẫn đang bắn các bạn. El vẫn đang bắn. El vẫn đang bắn. El vẫn đang bắn. Pin bây giờ đang kề. El đang bắn. Lúc này Cap có rất nhiều sát thương. El vẫn bắn được. El vẫn bắn được. El bắn cháy điên cùng mẹ. Nào có triple kill hay không? Anh ta có tầm nhìn của Cap. Ai lại chơi thế? 2 đổi 2 à quên 2 đổi 3, 3 đổi 3. 3 đổi 3 thì như anh Lâm đã phân tích là cái thế này là thì có lợi cho G2. Pha đó thì kiểu như là mình nghĩ là sau khi xét lại thì hồi nãy nhìn Jack nó có chia sẻ cái thời gian của những cây mũi những cái mũi lao của con Kalista nó đã hết rồi. Để có thể gia tăng cái khả năng nhưng mà đang lên như thế này thì là hết cái thời gian game rồi. Lao nó biến mất hết rồi, sao giật được? Hoặc là những cái món đồ mà anh Dương vừa kể thì nó sẽ có là bù nguyệt thạch như được cũng có cái món này. Để xem ý định bên phía của Baron luôn. Gì còn Baron luôn. Sát thương là nhiều nha. Vâng, sau khi Nhai đâu mà rồi? Không à, Nhai vẫn đang thế là cúp rồi đó các bạn. Uầy, cơ hội cuối cùng của chớp nhoáng luôn ạ. Cơ hội cuối cùng của châu Âu và châu chính là ở cái pha check va vừa rồi. Trọng tài kêu Nobel thì cúp rồi các bạn ơi. Nhưng ở phút 32 trở đi ấy, tôi nhấn mạnh phút 32. Cúp rồi. Thì cái trang bị nó đã không còn quá và đã không cứu được DJ Sport. Chênh lệch như thế này chia đều ra là mỗi người hơn khoảng 1.000. Mặc dù là đội chủ nhà nhưng DJ Sport chưa kích hoạt cái gói mai tù trang bị rưỡi 500 rồi. Và nhiều khi với lại nhìn những cái lá thăm huy chu thì chắc chắn là không có mai tù rồi nha. Nên bạn sẽ phải lên hẳn. Tức là gọi là kế không thành nhỉ. Họ cũng đâu có lấy được trụ 2 đâu và bây giờ thì để free cho đối phương có hai nhà lính siêu cấp à. Sao đối phương giật về ăn linh hồn rồng hóa kỹ. Ừ. Wow. Macro như này thì thực sự là đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Dịch chuyển bọc đầu. Thằng ca sấu bấm nhanh lên. Và lái xe hút. Thổ hồi nó dịch nhanh nữa. Tiến ngay lập tức ta mới được. Anh ta về được với tình huống hồi máu rất cơ bản. Và bây giờ mưa tên lửa sạch đầu và đôi thịt nướng lửa hồng rồi. Và của vũ trụ dạng người không kịp đổ. Chấm hết rồi. Là một ngày thật tuyệt cho fan hâm mộ LVC nhưng mà là tuyệt vọng. Họ có được những con bài dị, họ có được những sạch thành công với combo tốc biến đi được nhưng anh ta cũng đã nằm xuống rồi khi mà pin đang sấy là rất tốt. Hasama dứt điểm được pin lần này thì không có lỗi nữa rồi nhưng Hasama cũng sẽ nằm xuống và đó là chiến thắng 2-1 dành cho đại diện số 1 đến từ khu vực LPL. Một F dành cho Esports, những nỗ lực tuyệt vời các bạn nhưng mà không mai tùa không va VIP tạm biệt và Broken Blade và Cap đẩy ở cánh trên. Để rồi đó là hai cổng đi siêu cấp quá mãn miễn phí dành cho thành viên của BLG. Và họ giao tranh thành công ở nhịp tiếp theo nữa khi con cá sấu bọc đầu nó không có nhiều ý nghĩa lắm, gần như là chết chay trong nhịp vừa rồi. Và BLG họ đã thành công. Không bóng ngủ Zoe nha. Là ghi tên mình vòng tứ kết. Đúng là khi mà Broken Blade quay về đánh những chất tướng meta thì anh ta không làm việc gì được nhiều. Cái big gà